Người dân nô nức đi bầu, cơ quan quyền lực tối cao của mình, công bằng dân chủ văn minh, đúng theo pháp luật thấm tình công nông, toàn dân nhất trí đồng lòng, ngày hội bầu cử vui chung xóm làng. Hay quá chú Năm ơi. Sợ ra cháu. Dạ. Té ra bây giờ bay cũng biết thưởng thức thơ ca quá ha. Dạ con á thì cũng không cành lắm về thơ ca, nhưng mà tại nhờ đi qua đi lại nhà chú Năm ghiết cái con Nhiễm. Trời ơi, thơ ca mà tưởng đâu quy quýt cúng gà, đi phớt ngang cái Nhiễm liền hà. Dạ Nhiễm cho chú Năm. Chú không tin ha, con trổ tài con mần thử một đoạn cho chú Năm nghe nha. Đâu, mày mần thử cho ta nghe coi. Dạ. Dù ai đi ngược về xuôi, tới ngày bầu cử thì lui về nhà. Dù ai buôn bán gần xa, tới ngày bầu cử thì ta quay về. Dù ai công việc đầy quầy, tới ngày bầu cử thì về cho mau. Công nhận hôm nay anh Sơn chủ tài ngâm thơ hay quá ta. Hay đâu mà hay, thơ thì không có sai, nhưng mà nghe không có hay, nó đóng cột không à. Trời ơi, chú Năm ghẹo con hoài. Hồng ơi, anh làm bài thơ này để tặng em kỷ niệm lần đầu tiên em đi bầu cử đó. Trời ơi, thằng này nó chăn dịch mà nó cũng biết bẻ lái quá ha. Thôi, bỗng dưng ở đây á, thấy Dương lão già này rồi. Đâu có đâu ba, con lúc nào á cũng cần ba hết. Vì ba là một cử tri á, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc bầu cử mà con cần học hỏi á ba đó ba. Thì con gái tôi nói chuyện nghe im tai chưa? Con có cái điều gì thắc mắc, cứ hỏi ba, ba trả lời, ba tháo gỡ hết trơn hà. Hả? Có việc gì chú Năm cũng tháo gỡ được hết hả chú Năm? Ờ. Dạ vậy thì con hỏi chú. Ê, đừng có gài tao nghe mày. Dạ, chuyện gì thì cũng trong tầm tay thôi nghe mày. Dạ đâu có gài chú Năm đâu. Để con sẵn đây con tâm sự cho chú Năm với Hồng nghe. Lần bầu cử trước á, thì con 17 tuổi. Ờ. Lần bầu cử này á, tuy là con 22 tuổi nhưng mà con vẫn đi bầu cử lần đầu tiên như em Hồng thôi. Vậy à. Mà con á, thì chăn dịch chạy đồng gài đây mai đó, con không có gành lắm về cái lực bầu cử á chú Năm. Thì tội nghiệp không, chú đâu có ngờ con cũng thuộc cái diện thanh niên tha phương cầu thật đó ha. Anh Sơn à, em hiểu rồi, đáng lẽ em phải giúp anh tìm hiểu về luật và cách thức bỏ phiếu sớm đó anh. Thì bây giờ con giúp nó cũng đâu có muộn đâu con. Đúng rồi, Hồng nói cho anh nghe đi Hồng. Vậy thì anh về sớm đi anh. Trời ơi, sao Hồng cứ đuổi anh về hoài vậy? Không phải, thì giống như mấy câu thơ anh vừa tặng em đó, dù ai đi ngược về xuôi, đến ngày bầu cử thì lui về nhà mà anh. Nhưng mà bữa nay chưa tới ngày bầu cử mà Hồng. Hồng đã nói đúng rồi đó Sơn à, đâu phải đợi tới ngày bầu cử con về bỏ phiếu là xong. Con phải về coi cái ứng cử viên nào á đủ đức đủ tài rồi mình mới bầu chọn chứ con. Bà em nói đúng rồi đó anh, mình về á mình xem á coi trong danh sách cử tri có tên mình không. Dạ, lúc đó mình phải tìm hiểu về cách thức bỏ phiếu nữa anh. Ủa, mà con nghe nói mình có thể là bỏ phiếu ở nơi mình đăng ký tạm trú mà chú Năm. À, trường hợp này á thì Hồng à, con nói cho Sơn nó biết đi con. Dạ, theo chương 4, điều 34 của luật bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân được quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định, bỏ phiếu nơi khác thì từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri bỏ đi nơi khác không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận phiếu bầu đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên á, khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải nhớ ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình, bên cạnh tên cử tri cụm từ bỏ phiếu nơi khác đó anh. Nhờ Hồng nói anh mới hiểu, Hồng giỏi quá trời, Hồng tài lanh lắm luôn. Cái anh này, em có lòng tốt á, giải thích cho anh hiểu mà anh còn mắng em tài lanh hả? Không có phải, anh không có phải vậy. Anh muốn nói á,
là không vừa tài giỏi nè, vừa lanh lợi. Còn chú Năm á thì là ê, đừng có khen tôi à nghe. Trời ơi đâu có đâu chú Năm, tại con còn có điều thắc mắc mà. Có cái gì thắc mắc á thì con cứ đi vô đây, người ngồi xuống nói cho chú Năm nghe coi. Dạ thôi, dạ con đứng được rồi. Trời ơi con cứ ngồi đi, thằng nào như thằng nấy à. Trời ơi chú Năm giỡn hoài chú Năm. Chú nói vậy thôi chứ chú cho phép, con cứ ngồi đi. Dạ thôi, con đi chăn vịt, con đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân. Đứng quen hả? Thôi vậy thì đứng luôn đi. Dạ, dạ thưa chú Năm, con có thắc mắc như vậy nè. Con có một bạn đẹp trai lắm. Đẹp hay xấu gì cũng đi bầu cử được mà con. Dạ, ý con nói là nó đẹp trai nhưng mà nó bị sốt bại liệt từ nhỏ. Nó liệt hết hai chân, thì làm sao nó đi đến được cái nơi bầu cử như con hả chú Năm? À, trong trường hợp này thì lực bầu cử có quy định. Không à, con có biết về cái lệnh này không vậy con? Dạ, chuyện này thì con cũng biết đó ba. Trong trường hợp cử tri già yếu, tàn tật, ốm đau mà không thể tham gia bỏ phiếu thì tổ bầu cử sẽ cử người mang hòm phiếu phụ đến nhà của cử tri để nhận phiếu và bầu đó ba. Đó, con có hiểu chưa Sơn? Dạ, con hiểu rồi chú Năm. Hey, tôi về tới rồi nè. Cha ở nhà có chuyện gì mà tôi thấy cha con vui vẻ quá ha. Dạ, thưa thím Năm đi chợ mới về. Bà mới về hả bà? Có thằng Sơn đây nữa đó hả? Dạ. Má, con thấy hình như má không được vui. Bộ ai chọc giận má con hả má? Đúng rồi, là chỉ có con gái má mới hiểu má. Nó nhìn tôi thôi là nó biết tôi không có được vui rồi đó ông. Trời ơi, sống với bà mấy chục năm nay không lẽ tôi nhìn mà tôi không biết. Mà có chuyện gì với bà? Tôi đang bực mẹ không biết không? Hồi nãy tôi đi qua bà nhà bà chính đầu á. Ừ, gần sao? Thì thấy mấy bà hàng xóm của mình nào là chính ghi sáo thơm rồi út lụa. Dạ, hồi nãy con đi ngang nhà chị Chính Bầu cũng gặp thấy mấy gì đó y chang như thím Năm vậy đó. Toàn là cao thủ võ lâm sớm chuối không à. Rồi sao nữa bà? Thì ta nói bài ra rồi nói về vấn đề bầu cử không? Má, nhưng mà lúc nãy má không ngủ con đi với má để con học hỏi kinh nghiệm đó má. Thôi thôi con ơi, võ công của con còn non yếu lắm, qua đó dễ bị tẩu quả nhập ma lắm à. Dạ đúng rồi đó. Ủa Sơn, hồi nãy thím thấy con cũng có bệnh rồi mà sao con chạy vậy đây? Con hẹ chú Năm của con sốc không thím gì Sơn? Dạ vậy nè, tại vì hồi nãy con đi ngang nhà thím Chính Bầu, con gặp mấy gì đó cái con chào hỏi này kia mà không có ai trả lời gì hết trơn. Con nghi là tình hình dùng dịnh đang căng thẳng đó. Chà, đúng là tình hình dùng dịnh ấy đang căng thẳng à. Rồi sao nữa bà? Thì cũng tại mấy ông đàn ông của ông á chừng á. Trời ơi, rồi cái gì mà có tôi ở trỏng nữa vậy bà? Bà hãy quay qua đây nè, bà nhìn kỹ cái người chồng thân thương của bà coi. Tôi có làm gì đắc tội với bà đâu. Mấy bà hàng xóm nói á, mấy ông ngồi quán cà phê ha, rồi bàn tán với nhau. Ta nói kỳ này á, bầu á hội đồng nhân dân huyện mình á có 53 đại biểu, như vậy á chia ra làm 7 đơn vị, như vậy á là có 8 ứng cử viên vào hội đồng nhân dân huyện, phải không? Ừ, phải rồi. Nhưng mà cái tổ bầu cử số 1 mình á có 8 ứng cử viên mà chỉ có 2 ứng cử viên là nữ à. Ông dám chịu nổi không? Ủa sao ít vậy thím Năm? Đúng rồi đó con. Nhiều rồi đó. Có 2 người ông cho là nhiều hả? Ông có biết trong khi đó phụ nữ là một nửa của thế giới nào? Bà ơi, má con nói đúng rồi đó ba. Hơn phân nửa thế giới này toàn là phụ nữ đó ba. Ừ, mà cũng hơi ít thiệt. Bà ơi, bà đừng nói với tôi là đợt này bà giành dân cử à nghe. Cái ông này tôi không có giỡn với ông à, tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà nghe. Thì tôi cũng đang nghe nghiêm túc đây nè. Hồng à, Sơn à, tụi con cũng nghe nghiêm túc luôn nghe. Dạ. Rồi sao nữa bà? Tôi thấy á, làm như vậy á là các ông coi thường vào năng lực của phụ nữ tụi tôi vậy. Tôi đâu có. Tụi con cũng không à. Thì tôi chỉ nói một số người thôi. Ông biết không, nói phụ nữ á, nào là ở nhà phải giặt giũ, nấu cơm để cho đàn ông phục vụ đất nước. Ông thấy vậy có lạc hậu không? Quá lạc hậu. Quá lạc hậu. Mà ba ơi, con thấy má nói đúng đó ba. Phụ nữ cũng là một công dân, cũng có quyền ra ứng cử nếu có đủ tiêu chuẩn đó ba. Ừ ha. Bởi vì con gái tôi nói tôi mới nhớ, trong quá trình mà đấu tranh giành lại độc lập á, thì người phụ nữ Việt Nam của chúng ta cũng có phần to lớn lắm mà. Đúng rồi. Đúng rồi đó ba má. Cũng như Bác Hồ đã từng nói, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử,
hễ là công dân á thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nội giống, giai cấp, đảng phái. Hễ là công dân Việt Nam á thì đều có hai quyền đó đó ba má. Hồng giỏi quá trời, Hồng nhớ lời Bác Hồ nói luôn, Hồng đúng là tài. Thôi, tài chứ được lanh à nghe. Tài chứ không có lanh, anh nghe lời Hồng. Bà ơi, con mình đã nói gì rồi bà, hết giận chưa bà? Thì tại tôi bức xúc quá cho nên tôi mới thể hiện vậy thôi, chứ tôi có giận hờn gì đâu à. Trời ơi, bà được vậy tôi cũng mừng. À mà Sơn nè. Dạ. Chừng nào con mới sắp xếp về quê để tham gia bầu cử vậy con? Dạ, dạ thưa Thiếu Năm, dịch của con thì cũng tới lứa rồi. Con định đợt này con lùa về quê cái con bán, đặng con mừng. Hai chuyện quan trọng. Hai chuyện quan trọng? Dạ. Là hai chuyện gì vậy con? Dạ, chuyện thứ nhất là con đi bầu cử. Đó, đúng rồi đó con. Đúng rồi đó con. Dạ, còn chuyện thứ hai là con định về quê, con cưới vợ. Ủa anh ơi, vậy là anh sắp có chuyện vui hả? Mà anh cho em hỏi cô dâu là ai vậy anh? Bí mật, tới chừng đó em biết liền hả? Bà phải đây tôi nói cho bà nghe này thôi. Thật, ừ, già rồi mà còn nói nhỏ hoài, cái gì đây? Tôi thấy dạo này thằng Sơn nó cũng chuyển giọng lắm rồi đó nghe bà. Tôi cũng chấm nó đó ông, ông để cho tôi. Mà Sơn nè. Dạ. Thiếm thấy con tính vậy á là được đó con. Mà con nhớ lời thiếm dặn nè. Ta nói khi về mà tham gia bầu cử đó nghe, con nhớ chọn người á đủ đức đủ tài để bầu vào quốc, để bầu vào hội đồng nhân dân á, để phục vụ cho bà con mình cho nó tốt chút nghe con. Dạ Thiếm Năm yên tâm, con lựa chọn thì đảm bảo chất lượng thôi, cũng như nguyên cái xóm này á, con chỉ chấm có em Hồng thôi à. Ủa mà Hồng ơi, cho anh hỏi thời gian bỏ phiếu bắt đầu lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ vậy em? Dạ, theo điều 71 của luật bầu cử năm 2015 quy định, thời gian bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 19 giờ tối cùng ngày. Tuy nhiên, tùy vào tình hình địa phương, thời gian bỏ phiếu có thể sớm hơn, nhưng không được trước 5 giờ và kết thúc muộn hơn vào lúc quá 21 giờ cùng ngày đó anh. Vậy là thuận tiện cho cử tri lắm luôn á. Trời ơi, con gái mình nó giỏi, không thấy không ông? Giống tươi á. Hồng ơi, tới này nữa bỏ phiếu xong rồi ha, nếu mà còn sớm anh qua anh thăm Hồng nha. Rồi con bỏ ông bà già này cho ai? Dạ dạ thưa chú Thiếm Năm, con không có phải vậy. Ý con á là trước tiên con qua con thăm chú Thiếm Năm, sau đó con mới qua thăm em Hồng. Nhớ đem con dịch qua lai gai nha mày. Dạ, con đem một cặp luôn. Ừ, vậy thì được. Như vậy thì bà con ơi, ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức tài bầu vào Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Như vậy thì bà con ơi, ngày 22 tháng 5 này chúng ta cùng đi bầu cử.